quân xa dấu qua nhiều gian khổ, vai vác nặng ta đã đổ mồ hôi, mắt ta xa chỉ cắm thù vào về làm quê ta tiến bước. Đời chúng ta đâu có dặn là ta cứ đi. Điện Biên Phủ, nơi 70 năm trước là chảo lửa ác liệt, ghi dấu chiến thắng vang dội, chấn động địa cầu của quân và dân ta trước thực dân Pháp. Trải qua chuyến đi dài, đặt chân lên mảnh đất lịch sử, trong mỗi thành viên của nhóm Tim Ly đều là những cảm xúc bồi hồi, háo hức, mong chờ. Khi mà mình tham gia những cái hoạt động như thế này thì đầu tiên là phải nói là mình cảm thấy là thích công việc này và mình thực sự đam mê với cái nghề làm ảnh như thế này. Và khi mà cùng ý tưởng với những anh em trong team thì từ đấy là mình đã gắn kết một người và xây dựng và làm theo cái hành trình tri ân như thế nào. 30 tấm chân dung các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong chiến dịch Điện Biên Phủ được lồng khung kính kích thước 40 x 60cm với sắc thái sống động, chân thực từng chi tiết, được đặt trang trọng ngay dưới những tấm ảnh đen trắng của các anh đã gây sự xúc động mạnh. Thứ ba là cái cuộc chiến Biên Phủ đó đã qua 70 năm rồi. Và thực ra khi mà các bạn trẻ làm tôi cũng hơi bất ngờ. Các bạn trẻ đã vẫn tôn trọng những cái gì ở lịch sử, những cái đóng góp của những cái thế hệ đi trước. Và các bạn ý bỏ công bỏ sức, nói chung là cũng có cả phần bỏ công bỏ sức hoặc là một chất xám, nhưng mà cái mà quan trọng tôi nghĩ là nó là một cái tình cảm của những thế hệ đi trước, đánh giá được những công sức của những thế hệ đi trước và có những cái hành động, những việc làm nghĩ là rất đáng trân trọng. Đường lên phía trước, ánh trăng dìm sáng thù. Để có 30 tấm chân dung ấy là cả quá trình lội ngược dòng trở về quá khứ và cũng là một thách thức đối với nhóm Tim Ly. Bởi phục dựng những chi tiết liên quan đến lịch sử là điều không bao giờ dễ dàng, nhất là với những thanh niên được sinh ra trong thời bình. Thật sự mình rất mong muốn là qua những công việc của team cũng như những cái hành động của cũng như quá trình của team hoạt động trong 2-3 năm qua thì cũng rất hy vọng là qua chương trình cũng như truyền thông có thể lan tỏa đến những năng lượng tích cực và đặc biệt là những giới trẻ hiện nay để thêm những cái làn sóng tích cực để mọi người sống yêu đời hơn và đặc biệt hơn nữa là có thể mình làm một cái công việc gì đấy để có thể có một cái hành động tri ân đến quá khứ, vì thật sự để đánh đổi lại để có được một cái đất nước Việt Nam phát triển và mình được tự do, được sống và được tự do, được thỏa mãn những đam mê của mình thì đã có những thế cũng bằng tuổi như mình bây giờ cũng đã ngã xuống và đánh đổi bằng sự xương máu. Thì thật sự là qua những đợt lễ này thì cũng rất mong muốn là mình có thể bớt chút một thời gian nào đấy thì mình có thể thăm những khu di tích để cùng hiểu và biết hơn lịch sử. Giữa những hiện vật, tư liệu về chiến thắng Điện Biên Phủ, 30 tấm chân dung anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân được phục dựng màu đã mang đến Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ một không gian ấm áp và gần gũi. Vẫn là anh hùng Bế Văn Đàn lấy thân mình làm giá súng, là anh hùng Tô Vĩnh Diện dùng thân chèn pháo, anh hùng Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai, Trần Can, anh hùng cắm cờ trên cứ điểm Him Lam. Nhưng với sắc thái mới, sự trở về của các anh thật tự nhiên, sống động như các anh vẫn đang ở đây giữa cuộc sống đời thường. Biển cương nắng gió gian khó trên vai, những ánh trắng ai vì mình thân trai gánh hai năm. Một mùa hè đỏ rực,
của những tán phượng nở trên đồi A1 như ghi dấu cuộc hành quân về miền đất lịch sử của nhóm Tim Ly cùng 30 tấm chân dung anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Thêm một mốc son cho những hoạt động tri ân của thế hệ trẻ ngày nay với thế hệ cha anh đã ngã xuống. Cái hành trình mà của nhóm em làm đến thời điểm bây giờ thì em mong muốn là cầu nối kết nối giữa quá khứ này, hiện tại và tương lai để các bạn trẻ có thể là sống với đạo lý là uống nước nhớ nguồn, và đặc biệt là không thể quên được lịch sử, bởi vì có lịch sử mới có chúng ta ngày hôm nay. Mặc vào áo lính, cởi áo thư sinh, dốc hết sức mình ở nơi chiến trường, vì cả tâm tình của một người lính ở nơi chiến